ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Má A Chúng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Làng Hồ và ông Lý A Khoa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Cheo. Lý do chính để lãnh đạo huyện Bát Sát ra quyết định này là sự thiếu trách nhiệm trong việc ứng phó với hoàn lưu bão số 3 của hai cán bộ xã nêu trên. Theo chỉ đạo từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Nhân dân huyện Bát Sát, các xã phải chuẩn bị kế hoạch ứng phó, duy trì trực ban 24/24 giờ và kiểm tra việc triển khai các phương án phòng chống bão lũ. Tuy nhiên, từ ngày 8 tháng 9 đến 12 tháng 9, ông Khoa và ông Chúng không có mặt tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, không thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quyết định tạm đình chỉ nhấn mạnh sự cần thiết của việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng chống thiên tai,